Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ chiều nay, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc, 109,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía đông vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 102 km/h, giật cấp 11. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày mai 20 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Bình, Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km và có khả năng suy yếu thành vùng áp thấp. Đến 16 giờ ngày mai, vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc, 106,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế.